Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, tiền thân là Học viện CEO Việt Nam, trực thuộc thành viên của tập đoàn CEO Việt Nam Holding, được thành lập từ năm 2015 trên cơ sở lấy giá trị đào tạo, huấn luyện làm cốt lõi và mong muốn trở thành thương hiệu được nhân dân yêu quý và tin tưởng nhất Việt Nam. Sứ mệnh của Học viện. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam ra đời với sứ mệnh nơi hội tụ những con người giá trị, những sản phẩm giá trị để lan tỏa giá trị. Cụ thể, với sản phẩm giá trị là sản phẩm làm thỏa mãn khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng, trên cơ sở phản hồi trung thực của khách hàng sau khi sử dụng. Với con người giá trị, đối với khách hàng là tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của học viện trên cơ sở phải có giá trị thực sự đối với cuộc sống của khách hàng, chứ không chỉ là bán thứ khách hàng muốn mua mà xét thấy không phù hợp. Đối với đồng nghiệp là sự chia sẻ về hiểu biết, trí tuệ với đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ và phát triển. Đối với tiền bạc là kiểm soát được thành quả của bản thân làm ra để tưởng thưởng trên giá trị thực chứ không phải là cảm tính. Để lan tỏa giá trị là lắng nghe khách hàng, đồng nghiệp để thấy cái thiếu của mỗi người để bù đắp chứ không phải là phán xét. Với ý nghĩa đó, Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam không ngừng hoàn thiện về hệ thống nhân sự, tìm kiếm, nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ nhằm mang tới hệ thống khách hàng ngày càng hạnh phúc và an lạc. Tầm nhìn, chúng tôi muốn cố gắng để trở thành tổ chức được yêu thích nhất Việt Nam. Giá trị cốt lõi của chúng tôi: 1. Suy nghĩ phải trung thực. 2. Hành động phải giá trị. 3. Ứng xử phải chân thành. Triết lý vận hành: lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh. Đối với chính mình, đừng làm việc nếu bạn không hiểu được việc làm của bạn có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của chính bạn. Đối với khách hàng, đừng bán hàng nếu chính bạn cảm thấy rằng sản phẩm, dịch vụ mà bạn chuẩn bị cung cấp cho khách hàng không làm cho cuộc sống của khách hàng tốt lên. Đối với nội bộ, không có khái niệm người cũ, người mới, chức cao, chức thấp, người ngoài, người nhà, chỉ có khái niệm người có giá trị. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam là một trong những đơn vị tiên phong cung cấp những chương trình huấn luyện cho các doanh nhân trong và ngoài nước về các vấn đề trong quá trình xây dựng, vận hành và phát triển doanh nghiệp. Chương trình huấn luyện CEO Master, bác sĩ doanh nghiệp, chương trình huấn luyện đẳng cấp đặc biệt tại Việt Nam dành cho chủ doanh nghiệp được tổ chức tại du thuyền 5 sao. Các học viên tham gia được huấn luyện về quy luật, cơ chế hình thành tư duy và trải nghiệm trực tiếp bắt bệnh, chữa bệnh cho doanh nghiệp để trở thành bác sĩ doanh nghiệp. Chương trình huấn luyện CEO quản trị 4.0, chương trình huấn luyện với điểm nổi bật là áp dụng cơ chế khoán toàn diện từ nội quy, khối lượng công việc, chất lượng công việc, doanh thu nhằm giải phóng lãnh đạo. Chương trình huấn luyện giám đốc kinh doanh, chương trình dành cho CCO nhằm giúp CCO xây dựng được toàn diện hệ thống số để kiểm soát sức khỏe bộ phận kinh doanh. Học viên sẽ có tư duy sử dụng nhân sự, hệ thống công cụ để kiểm soát mục tiêu. Chương trình huấn luyện giám đốc sản xuất, giúp học viên chuẩn hóa hệ thống quy trình vận hành sản xuất, quản lý chất lượng ISO, xây dựng cơ cấu tổ chức và định biên nhân sự cho nhà máy. Chương trình huấn luyện giám đốc tài chính, chương trình huấn luyện với mục tiêu giúp học viên xây dựng được toàn diện hệ thống thông số để kiểm soát sức khỏe của các bộ phận, để đưa ra các phương án tư vấn chiến lược tài chính, ứng nguồn nhân lực phát triển doanh nghiệp. Chương trình huấn luyện giám đốc nhân sự, học viên sẽ biết cách xây dựng cơ chế khoán toàn diện cho từng nhân sự, được cung cấp công cụ để đánh giá được hiệu quả và giá trị đóng góp cho doanh nghiệp của từng nhân viên. Chương trình huấn luyện giám đốc marketing giúp học viên xây dựng được cơ cấu tổ chức, mô hình marketing cho doanh nghiệp, định biên nhân sự và lập kế hoạch và vận hành phòng marketing nhằm đạt được hiệu quả của doanh nghiệp. Bên cạnh các khóa huấn luyện, Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam còn triển khai hoạt động tư vấn và đào tạo in-house theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, từ xây dựng bản đồ chiến lược, triển khai hệ thống kinh doanh đến đóng gói hệ thống nhân sự, tài chính, vận hành, pháp lý và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp có được lộ trình phát triển hiệu quả và vững chắc. Tại Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, các chương trình được sử dụng xuyên suốt cùng 3 triết lý đào tạo, cơ chế khoán toàn diện, quản trị mục tiêu, sử dụng nhân tài và chuyển giao những bộ công cụ hỗ trợ và vận dụng cho chủ doanh nghiệp và các giám đốc chức năng. Toàn bộ các chương trình huấn luyện của Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam được biên soạn và huấn luyện trực tiếp bởi ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CEO Việt Nam Holding và các cộng sự. Ông Ngô Minh Tuấn là người thầy với bề dày kinh nghiệm đào tạo huấn luyện các giám đốc, chủ tịch của các thương hiệu lớn tại Việt Nam, là chuyên gia tư vấn chiến lược cho nhiều doanh nghiệp. Hàng ngàn doanh nhân được đào tạo, hàng trăm doanh nghiệp được tư vấn và đem lại những hiệu quả bất ngờ cho chủ doanh nghiệp trong suốt 5 năm qua. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam đã đóng góp lớn vào sự nghiệp phát triển doanh nghiệp cũng như chứng minh đây là nơi cung cấp giải pháp hỗ trợ đắc lực cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, thay đổi doanh trí Việt.